cho con ở đây nha. Nhưng mà nếu mà con trả lời sai, mẹ sẽ phạt vụt vào mông con. Được con. Thế thì con phải ngoan và chú ý nghe giảng nghe chưa? Vâng. Bây giờ mày đố con 1 + 1 bằng mấy hả con? 1 + 1 bằng 3. 1 + 1 bằng 3. Bạn kèm giỏi quá. Bây giờ con có 1 cái thạch đúng không? Mẹ cho con thêm 1 cái thạch nữa. Vậy thì con có mấy cái thạch ở đây đây? 2 1 2 đúng rồi. Vậy 1 + 1 bằng mấy hả bạn Kem? 2. Đúng rồi, rất giỏi. 1 + 1 bằng 2. Phép tính thứ 2, 2 + 2 bằng mấy hả con? 5. 2 + 12 bằng bao không ạ? Đưa mông ra đây. Bây giờ nha, con có 2 cái thạch đúng không? Mẹ cho con thêm 2 cái thạch nữa. Ý chi là con có mấy cái thạch đây? 4 cái thạch. Vậy 2 + 12 thì bằng mấy hả con? 4. Đúng rồi, rất giỏi. 2 + 12 bằng 4. Cho bạn Kem 3 chiếc thạch ở đây nha. Được, bạn chỉ 2 chiếc thạch ở đây thôi nha. Mình ăn ít thôi, không ăn nhiều là bị sâu hết răng đấy. Rồi, bây giờ con em đi vào thay đồ thì quần áo thì mấy con đi chơi công viên nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.